Trong hơn 40 năm, một thỏa thuận mang tính bước ngoặt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã mang lại sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy các đối thủ có thể gác lại tranh chấp và hợp tác cùng nhau. Hiện tại, với mối quan hệ song phương đang ở tình trạng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, một cuộc tranh luận đang diễn ra trong chính phủ Hoa Kỳ về việc có nên để thỏa thuận khoa học và công nghệ Hoa Kỳ Trung Quốc STA hết hạn vào cuối năm nay hay không, ba quan chức quen thuộc với các cuộc thảo luận cho biết. Với việc ông Antony Blinken ở Bắc Kinh trong chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng sau 5 năm và kỳ vọng thấp về bất kỳ bước đột phá song phương nào, cuộc tranh luận về hiệp định hợp tác song phương lâu đời nhất giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc phản ánh một câu hỏi lớn hơn đang gây chia rẽ cho các nhà hoạch định chính sách. Lợi ích của Hoa Kỳ khi tham gia với Trung Quốc có vượt trội hơn rủi ro trao quyền cho một đối thủ cạnh tranh có thể chơi theo các quy tắc khác nhau không? Thỏa thuận đã được ký khi Bắc Kinh và Washington thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1979 và được gia hạn khoảng 5 năm một lần. Kể từ đó, đã được ca ngợi là một lực lượng ổn định cho mối quan hệ của các quốc gia, với sự hợp tác trong các lĩnh vực từ khoa học khí quyển và nông nghiệp đến nghiên cứu cơ bản về vật lý và hóa học. Nó đặt nền móng cho sự bùng nổ về trao đổi học thuật và thương mại. Những trao đổi đó đã giúp Trung Quốc phát triển thành một cường quốc công nghệ và quân sự, nhưng những lo ngại về việc Bắc Kinh đánh cắp các thành tựu khoa học và thương mại của Hoa Kỳ đã đặt ra câu hỏi về việc liệu thỏa thuận dự kiến hết hạn vào ngày 27 tháng 8 có nên tiếp tục hay không. Những người ủng hộ đổi mới STA lập luận rằng việc chấm dứt nó sẽ kìm hãm sự hợp tác học thuật và thương mại. Mặc dù quan điểm chủ đạo của Hoa Kỳ dường như ủng hộ đổi mới, nhưng ngày càng có nhiều quan chức và nhà lập pháp tin rằng hợp tác về khoa học và công nghệ sẽ ít có ý nghĩa hơn do sự cạnh tranh giữa các quốc gia, các quan chức giấu tên cho biết. Việc gia hạn thỏa thuận khoa học và công nghệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ chỉ gây nguy hiểm hơn nữa cho nghiên cứu và sở hữu trí tuệ của chúng tôi, dân biểu Mike Gallagher, chủ tịch Ủy ban tuyển chọn của Quốc hội về Trung Quốc, cho biết. Chính quyền phải để thỏa thuận lỗi thời này hết hạn. Bộ Ngoại giao từ chối bình luận về các cuộc thảo luận nội bộ về các cuộc đàm phán. Hội đồng An ninh Quốc gia cũng từ chối bình luận. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết, các quan chức Trung Quốc đã tiếp cận Hoa Kỳ một năm trước để nói về thỏa thuận mà họ cho là cơ sở cho 40 năm hợp tác hiệu quả. Theo những gì chúng tôi biết, phía Hoa Kỳ vẫn đang tiến hành đánh giá nội bộ về việc gia hạn thỏa thuận, phát ngôn viên Đại sứ quán Liu Pengyu cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng cả hai bên có thể xem xét điều chỉnh thỏa thuận ban đầu. Ông nói, hy vọng rằng phía Hoa Kỳ sẽ xúc tiến việc xem xét nội bộ trước khi thỏa thuận hết hạn. Gia hạn, hết hạn hay đàm phán? Các quan chức cho biết, bên trong chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm cả Bộ Ngoại giao, cơ quan dẫn đầu các cuộc đàm phán, có những quan điểm trái ngược nhau về việc có nên gia hạn hiệp ước để nó hết hạn hay đàm phán lại, để bổ sung các biện pháp bảo vệ chống gián điệp công nghiệp và yêu cầu có đi có lại trong trao đổi dữ liệu. Với tình trạng của mối quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc, cố gắng đàm phán lại có thể làm hỏng thỏa thuận, họ nói. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ từ lâu đã phàn nàn về các chính sách của chính phủ Trung Quốc yêu cầu chuyển giao công nghệ và các chuyên gia cảnh báo về hành vi đánh cắp mọi thứ do nhà nước bảo trợ, từ hạt giống cây trồng của Monsanto đến dữ liệu về các thiết kế tàu con thoi của NASA. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã tăng cường tập trung vào cạnh tranh công nghệ. Kurt Campbell, điều phối viên của Hoa Kỳ về Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, phát biểu tại một diễn đàn của Viện Hudson vào tháng 6, công nghệ sẽ là đấu trường tiên tiến của cạnh tranh toàn cầu trong giai đoạn sắp tới. Theo cách mà tên lửa hạt nhân là đặc điểm nổi bật của chiến tranh lạnh, sẽ không nhượng bộ cao. Những người ủng hộ gia hạn thỏa thuận lập luận rằng nếu không có nó, Mỹ sẽ mất đi cái nhìn sâu sắc có giá trị về những tiến bộ kỹ thuật của Trung Quốc. Bernie Simon, giáo sư tại Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill, người nghiên cứu chiến lược công nghệ ở Trung Quốc, cho biết Trung Quốc là bạn hay Trung Quốc là thù, Mỹ cần tiếp cận với Trung Quốc để hiểu những gì đang xảy ra trên thực địa, Mỹ nên đàm phán một thỏa thuận mới về cơ bản. Ông nói, những người ủng hộ đổi mới đang cố gắng giữ kín vấn đề này một chút vì họ không muốn những kẻ đả kích Trung Quốc nắm được một phần của vấn đề này và cố gắng xé toạc nó ra. Anna Paglisi, cựu quan chức phản gián Hoa Kỳ tập trung vào Đông Á và hiện là thành viên cao cấp tại Trung tâm An ninh và Công nghệ mới nổi của Đại học Georgetown, cho biết hợp tác khoa học và công nghệ từng là một phần dễ chịu của các mối quan hệ, nhưng điều đó đã thay đổi. Bà cho biết có những câu hỏi về những gì hợp tác đổi mới có thể đạt được vào thời điểm luận an ninh quốc gia của Trung Quốc hiện bao gồm việc xuất dữ liệu và nước này đang thực hiện các bước để hạn chế quyền truy cập của nước ngoài vào cơ sở dữ liệu học thuật trong nước. Phải có sự minh bạch và phải có đi có lại, Paglisi nói. Và chính phủ Hoa Kỳ cần tính toán đầy đủ những gì chúng tôi đã thu được từ việc này ngoài một vài cuộc họp. Theo Reuters, tôi là Nam Phong, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.